Rồi, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình nè. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về cái bí quyết mà các bạn muốn chăm sóc cho cây mai nó được khỏe mạnh, nó mau khỏe mạnh đó các bạn ha, nó mau sung á. Thì cái bí quyết đó là gì? Bí quyết đó là các bạn phải làm sao là phải cái chất trồng của mình á nó không bị nấm rễ ha. Mình thấy đa số á là các bạn trồng cây mai mà suy yếu là do nấm rễ hết các bạn ha. Nấm rễ nó sẽ làm gây hại cho cái cây của mình rất là nhiều, vì bạn biết á, nó ảnh hưởng tới cái lá luôn các bạn ha. Rễ mà nó yếu rồi cái lá nó không bao giờ nó được đẹp đó các bạn ha. Thì bộ rễ á, là nơi mà hút dinh dưỡng và nước, chính vì thế là khi mà bộ rễ nó bị nấm tấn công á, thì nó sẽ làm cho cái cây cao mai của mình á, nó sẽ không hút được dinh dưỡng và nước tốt, nên nó sẽ không có nuôi cái lá mình nó được khỏe và ra giai đoạn được nhiều các bạn ha. Thường những cái lá nó bị bạc này kia ha. Chính vì mình cũng bị cái vấn đề mà bị nấm rễ này rất là nhiều các bạn ha. Tại mình ít cái chăm kỹ lưỡng cái cây mai của mình. Thì video này mình sẽ phân tích cho các bạn rõ hơn một cái vấn đề muốn chăm cây mai tốt á, thì cái điều kiện trước tiên á, điều kiện ưu tiên nhất á, là phải là cái chất trồng, và mình trồng sao cho nó không có bị nấm rễ ha. Thì cái chất trồng bạn biết á, mình ở đây thì mình xài cái chất trồng nó gồm có chấu sống và sơ dừa. Cái chấu sống này nè các bạn ha, nó là cái nguồn nấm rất là nhiều. Một nguồn nấm rất là nhiều. Cộng thêm các bạn mà sử dụng vỏ đậu phộng này kia rồi á, với lại những cái loại phân mà phân chuồng, phân hữu cơ, thì nó có nguồn nấm rất là nhiều nha các bạn ha. Chính vì thế thì đảm bảo cây trồng của bạn mà về lâu về dài mà nó an toàn và nó hiệu quả, ít bị nấm á, thì các bạn sử dụng cho mình là cái thành phần chất trồng như sau ha, mình nói ha. Như là các bạn sử dụng đất mặt ruộng á, bạn nào có đất mặt ruộng và cát sông các bạn ha, cát sông hoặc cát gò, cát nước ngọt á, thì pha vô trồng rất là tốt. Thì cái tỷ lệ các bạn sử dụng không cần phải xài chấu sống này luôn, các bạn xài chấu hung các bạn ha. Chấu hung nó rất là tốt. Chấu hung nó chỉ có được, nó bị chỉ có một cái yếu điểm là nó dễ bị mịn ha. Tại vì nó khi mà mình tác động một cái lực nặng mạnh quá thì nó sẽ mịn ra và nó làm lèn đất của mình thôi, nó làm khó thoát nước thôi. Chứ thật sự chấu hung á, là nó có tính sát khuẩn nhẹ và nó có nguồn lân và kali tốt, mà để cái bộ rễ mình nó thêm silic nữa các bạn, để thêm cái bộ rễ mình nó phát triển khỏe mạnh ha. Tại vì lân, kali và silic á, thì nó là cái nguyên tố mà giúp cho cái bộ rễ mình phát triển khỏe mạnh. Chính vì thế á, thì cái chất trồng mà mình thấy là tối ưu thì các bạn nên lót ở dưới là những cái loại như là than tổ ong này ha, than tổ ong lớn này nè, hoặc là các bạn sử dụng những cái rễ dừa mục á, lót dưới đáy chậu, hoặc là đá mục 2, lót trong khoảng một lớp mà khoảng 2-3 phân gì đó là được rồi. Thì cái thành phần chất trồng ở trên đó thì các bạn trộn cho mình cái tỷ lệ sơ dừa, cát mặt ruộng, cát to, cát sông và đất mặt ruộng. Mình nhắc lại nha, sơ dừa, đất mặt ruộng, cát to, cát sông, cát gò đó. Rồi các bạn có thể sử dụng thêm cái thằng chấu hung và chấu đen ha. Thì chỉ cần 4 cái thành phần đó thôi là bạn trồng cây mai nó rất là hiệu quả, không cần phải chấu sống này đâu các bạn. Chấu sống này nó dễ sinh nấm lắm các bạn ha. Chấu sống này coi chứ nó dở lắm, mà cái nguồn chấu sống này thì các bạn phải biết xử lý sao, chứ còn nếu mà để chấu sống này nó dễ sinh nấm lắm đó. Thì 4 cái thành phần chất trồng thì các bạn có thể pha tỷ lệ như mình nói như sau nha, là các bạn lấy cho mình là 3 phần sơ dừa, 3 phần đất mặt ruộng, rồi 2 phần chấu hung và 2 phần cát xây dựng, đó là 10 phần ha. Đó thì bạn trộn cái chất trồng như vậy thì mình đảm bảo các bạn mình trồng, bạn trồng cây mai thì khoảng là 5-10 năm cũng không cần thay chất trồng các bạn ha. Và chất trồng của bạn nó khó có tình trạng xảy ra tình trạng bị nấm chất trồng lắm, tại vì đa số cây mai của mình á dễ bị nấm tấn công rất là nhiều, nhất là các bạn mà xài những cái loại chất trồng mà chấu sống này nè, chấu sầu phộng nè, rồi thêm bón những cái phần hữu cơ quá có chất bùn quá nhiều á, nó làm mịn làm lèn và độ ẩm cao trong chất trồng mà nó hình thành nấm rất là cao các bạn ha. Đó, chính vì thế cả mình đây cũng bị cái vấn đề mà tại mình không có nguồn chất trồng khác nên mình chỉ xài chấu sống và xây dừa thôi, nên nó dễ sinh nấm lắm các bạn ha, sinh nấm kinh khủng lắm, đặc biệt vào mùa mưa các bạn ha. Mùa mưa thời tiết mà mưa nhiều mà đồ nắng ít á, thì cái chất trồng với cái chất trồng mà chấu sống và xây dừa nó dễ hình thành nấm ghê lắm các bạn ha. Như kể các bạn mà bón phân cà nén, rồi những cái loại phân mà hữu cơ chưa hoai mục nữa, nó dễ hình thành nấm lắm.
Đó, chính vì thế thì các bạn làm gì làm cái điều quan trọng nhất để mà muốn trồng cây mai tốt là cái thành đất trồng trước các bạn ha, rồi mới sau đó mới tới nước rồi tới phân. Đó, thì nếu mà các bạn để mà hạn chế được cái nấm bệnh thì các bạn dùng cái cốc 85 này nè để bạn tưới. Thì mình cũng đã tưới tưới rồi, mình nói cho bạn là bạn có thể tưới là khoảng là 2 tháng một lần cái thằng cốc 85 này cũng được. Là liều nó là khoảng một gói này 20 lít nước đến 25 lít nước nha các bạn ha. Đó. Đó, rồi các bạn có thể tưới thằng Ridomingon này nữa ha. Thì cốc 85 này nó trị nấm rễ cũng rất là hay các bạn ha. Và nó diệt luôn được những cái vi khuẩn cũng rất là hay. Nhưng mà các bạn xài cốc 85 này thì các bạn phải xa cách ra với là còn những cái loại mà phân vi sinh thôi bạn ha, như phân hữu cơ có chứa vi sinh vật á, tại vì nó diệt luôn những cái vi sinh vật đó nha các bạn ha, lưu ý điều đó cho mình. Ridomingon cũng vậy ha, nó là diệt nấm, diệt vi nấm thì nó diệt luôn những cái vi sinh vật có lợi luôn, nên các bạn hạn chế bón cách xa nhau với những cái chất đó, những cái phân hữu cơ mà vi sinh rồi đó. Và đồng thời các bạn phải sử dụng N3M này để mà kích thích cho bộ rễ của mình thường xuyên. Thì các bạn có thể bổ sung N3M này khoảng là một tháng rưỡi một lần, tháng rưỡi hay 2 tháng một lần đó. Thì tưới rất là tốt các bạn ha. Và các bạn sử dụng cho mình thêm cái thằng Atonis này nè các bạn ha, Atonis này nè, để điều hòa lại cái chế độ sinh trưởng của cây rất là hay các bạn ha. Atonis thì bạn lâu lâu bạn xài thôi, đừng có lạm dụng nó quá, xài lúc những cái cây mình có nói nhiều á, lúc cây mình nó bị mưa nhiều nè, nắng nhiều nè, rồi sâu bệnh nhiều nè, mới phục hồi đó, thì nên xài để mà cây mình nó chống lại những cái điều kiện bất lợi, điều kiện chết đó. Và có nhiều bạn hỏi là khi mà sử dụng cái những cái loại mà tưới diệt nấm như thế này nè, Ridomingon hoặc là cốc 85 á, thì mình vừa tưới xong á, mình vừa tưới phân xong á, thì mình có nên tưới cái thằng này không, và khi mà mình tưới cái thằng này rồi có nên bón phân không, thì mình nói không các bạn. Tại vì khi mà bạn tưới những cái loại thuốc diệt nấm này nè thì nó sẽ làm sót cái rễ của mình các bạn ha, tại vì cái chất này nó sẽ làm mà hơi sót và cô lập cái rễ của mình, nên lúc đó bộ rễ của mình nó chưa có ở trạng thái sẵn sàng để mà ăn phân đâu. Nên tốt nhất á, thì các bạn khi mà tưới cái thằng này rồi á, tưới những cái loại thuốc diệt nấm này xong đó, thì các bạn khoảng một tuần sau bạn hãy bón phân nha các bạn ha. Còn khi mà bạn đã bón phân rồi á, thì một tuần sau bạn mới tưới cái này thì nó sẽ hay hơn các bạn ha. Chứ mình đừng làm liều tưới luôn thì cũng được, nhưng mà nó hấp thu phân không có tốt lắm các bạn ha. Chính vì thế thì mình nói là như vậy đó. Rồi có bạn hỏi là vừa xài cái thằng Ridomingon này tưới gốc và vừa xịt thằng cốc 85 này lên lá luôn một chung một ngày được hay không, thì mình nói cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là bạn xịt liều lượng như thế nào. Nếu xịt liều lượng đúng thì nó không sao á, sợ bạn xịt liều lượng mà nó hơi đậm á, vừa hai thứ với nhau kết hợp vừa gốc và vừa trên lá thì nó sẽ không hay cho lắm đó. Chứ thì các bạn nếu mà xịt đúng liều thì vừa kết hợp như vậy nó cũng không đến nổi gì đó, không có ảnh hưởng gì đâu các bạn ha, lưu ý rồi đó cho mình. Và cái vấn đề cây mai của mình nói là rồi ha, cái vấn đề mà các bạn cái chất trồng của bạn mà làm sao phải sạch sẽ bệnh mầm bệnh ha, và thoát nước tốt thì trồng cây mai mình mới tốt được các bạn ha. Còn ví dụ cái chất trồng mà nó cứ ôi nước hoài thì cây mai không bao giờ khỏe được các cháu á. Thì trong quá trình những cái tháng mưa như thế này nè thì các bạn chịu khó các bạn canh nước cho mình nè, như cái chậu này bạn thấy ướt nhem như thế này nè, sáng ra mà bạn thấy cái chậu ướt nhem như thế này thì bạn đừng có tưới các bạn ha, mình để cho cái chậu nó khô luôn rồi mới tưới nha các bạn ha. Thì nếu mà cái chậu nó khô luôn mới tưới thì nó sẽ xảy ra tình trạng là ưa bị thiếu nước cho cái cây mai của mình, nó sẽ rủ đọt non. Thì các bạn chịu khó phải quan sát và phải thăm cây, thăm vườn thường xuyên, khi mà phát hiện cái lá mà nó rủ thì phải tưới nước cho nó, bổ sung thêm nó một ít nước liền nha các bạn ha. Còn nếu mà bạn cứ sáng nào bạn cũng tưới dập nước vô dòng dọc cái cây như thế này nè, nó cứ ẩm đi hoài thì cái cây nó không tốt, nó dễ hình thành nấm nữa các bạn ha. Thì cái phương pháp mà tưới dập nước như thế này hoài thì không bao giờ tốt cho cái cây được đâu, về lâu về dài nha các bạn ha. Nếu mà cái cây đó nó đang khỏe mạnh tàn lá um tùm thì nó sẽ lướt nổi, nhưng mà cũng sẽ có ngày nó sẽ bị yếu một cái giai đoạn nào đó thì nó sẽ bị quật lại ha,
Hoặc lại có nghĩa là khi mà cái cây của mình á, không phải là cái cây mình lúc nào cái sức đề kháng nó cũng sung 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 vậy hoài, nó mạnh vậy hoài đâu các bạn ha, nó cũng có lúc yếu các bạn. Chính vì những cái lúc yếu đó thì nó tạo điều kiện thuận lợi cho những cái vi nấm nó hình thành và dễ dàng xâm nhập vô bộ rễ của mình nó. Chính vì thế thì cái phương pháp mà tưới nước dồn dập mình không khuyến cáo các bạn ha. Ví dụ như bạn tưới nước 7 ngày 10 ngày bạn tưới dập nước một lần hơi nhiều, mình nó hơi nhiều. Ví dụ như mình nói á, là bình thường bạn tưới cái cây này chậu 6 thì bạn tưới khoảng 5 lít nước, nhưng mà 5 đến 7 ngày bạn phải dập nước cho nó một lần là bằng cách khoảng 7-8 lít nước đó, như vậy đó các bạn ha, gấp rưỡi cái lượng nước tưới bình thường đó, là khi là dập nước. Cái lượng dập nước như vậy để làm gì? Khi mà mình bón, mình tưới riu riu hàng ngày, hoặc là cách một ngày bón ngày tưới hay không á, tùy theo cái chất trồng của mình, thì tưới như vậy thì nó sẽ không thẩm thấu được đều hết trong chất trồng. Cái mục đích là tưới tưới dập nó vô trong một lần đó, đó là 5 đến 10 xin lỗi đến 7 đến 10 ngày một lần như vậy á, để là nó đều hết, cái lượng nước nó sẽ phủ đều hết, len lỏi hết trong chất trồng đó. Còn ngày nào mà bạn cũng dập nước nhiều như vậy á, thì không tốt cho cây mình lúc nào á. Có nhiều bạn mình thấy á, cứ thấy cái lớp mặt nó hơi thôi chứ không có khô nhiều, đã dập nước rồi thì dập như vậy á, thì nó sẽ không tốt cho bộ rễ nha, mình nói thẳng luôn á, về lâu về dài nó không tốt. Cái quy tắc cây mai á, là bạn tưới nước cho nó khi nào cái chất trồng nó khô, nó hơi khô và nó hơi khô nha các bạn ha, chứ không phải khô nhiều, không phải khô trắng, khô mà trái dễ nha, thì mình dập nước cho nó là tốt. Chứ còn mà nó đang ẩm như thế này hoài mà bạn cứ dập nước vô nữa thì không bao giờ cái chậu nó tốt được các bác ha. Bạn biết thì bạn biết là khi mà cái chất trồng mình á nó cứ ẩm gì hoài thì bộ rễ nó khó phát triển, khó ra rễ lắm các bạn ha, và bộ rễ nó cũng khó làm nhiệm vụ hút nước và hút dinh dưỡng. Tại vì rễ mình bạn lưu ý nó hút nước ở cái dạng hơi nước nha các bạn ha, chứ không phải là nước đâu đó. Chính vì thế khi bạn dập nước như vậy hoài, gặp những cái chậu mà bạn chất trồng nó khó thoát nước á, rồi bón phân hữu cơ nhiều, có chất mùn nhiều á, nó lèn á, nó thoát nước từ từ á, thì sẽ nó rất là gây hại cho cái bộ rễ cây mai của mình. Tại bạn biết cái bộ rễ cây mai của mình á, là cái cây mà chịu hạn các bạn ha, mình lưu ý các bạn là cây nó mai là cái cây chịu hạn ha. Đó, chính vì thế thì các bạn phải canh nước thường xuyên đó. Mình nói ngoài cái chất trồng, cái thành phần chất trồng là phải đảm bảo là không có dễ sinh nấm bệnh ha, và an toàn và thoát nước tốt á, thì cái vấn đề mà tưới nước canh nước cũng rất là quan trọng các bạn ha. Bạn mà không làm được hai khâu này thì nó sẽ không có đem lại cái hiệu quả tốt cho cây mai của mình đâu các bạn ha. Còn vấn đề bón phân thì bón phân rất là dễ các bạn ha, bạn chỉ cần nắm đúng cái liều lượng bón phân đó, như mình nói á, cái liều lượng bón phân, các bạn bón phân thì mình cũng có đã chia sẻ rất là nhiều rồi đó. Ví dụ như chậu 6 thì các bạn bón cho mình là 7g 8g, nó có thể là 10g tùy theo cái tàn lá ít nhiều. Bạn có thể cái liều lượng mà đưa ra thì các bạn cứ có thể là cái cây của bạn có thể bón thêm là 50% cũng được nữa. Ví dụ như kia bón 7g thì các bạn bón 10g cũng được nữa ha, không sao giáo á. Nhưng mà đòi hỏi là bạn muốn bón thêm như vậy thì cái cây của các bạn đó, nó phải tàn lá nó tùm và nó phải mạnh các bạn ha. Còn tàn lá ít thì các bạn phải bón ít là một chút đó. Cái liều mình đưa ra là cái liều tương đối trung bình cho cái cây trung bình thôi ha. Còn cái cây của bạn nó khỏe mạnh hơn, cao hơn ha, và lá tùm hơn thì phải bón thêm một chút cho nó các bạn ha, bón thêm khoảng liều khoảng 30-40% đó. Đó, cái vấn đề trước tiên là mình nói như vậy á, mình đây cũng mắc phải cái vấn đề mà chất trồng này nè, cứ sợ nó thiếu nước. Tại vì mình nói chung là mình ít có đi ra thăm vườn lắm, mình không có siêng, nên á, mình cứ nghĩ là tưới đại vô dồn dập cho nó đi, thì nó có trời mà có nắng quá thì nó cũng không có nước mà nó uống ha, nó không đến nỗi mà héo rũ đọt non. Nó chính vì thế những cái cách mà mình làm là mình đã sai lầm rồi các bạn ha. Các bạn phải siêng chăm mai, mà các bạn không siêng á, chăm không siêng như mình á, thì cái cây nó không bao giờ mà nó sung tốt được các bạn ha. Nói thật á, chăm mai là phải siêng các bạn ha, siêng vấn đề ở cái vấn đề là canh nước các bạn ha. Đó, cái chất trồng của các bạn nó phải là tưới rút liền nha các bạn ha. Chứ còn cái chất trồng của các bạn mà tưới mà từ từ nó mới rút á thì đó là đã không tốt rồi nha các bạn ha. Bạn thấy cái cây của bạn mà tưới từ từ nó mới rút mà, nhưng mà cái cây của bạn nó cũng vẫn sung thì anh đừng có mừng vội ha. Cũng có ngày mình nói, cũng có ngày là cái cây nó sẽ yếu, tại vì mình đã phân tích rồi đó, cái cây mai không phải là lúc nào nó cũng sẽ sung và khỏe đâu các bạn ha. Nó cũng có cái giai đoạn của nó, giai đoạn bị stress ha, giai đoạn bị yếu ha, là những cái giai đoạn đó, những mình không phải là gọi là giai đoạn mà những cái lúc các bạn ha, những cái lúc nó yếu, những cái lúc mà nó stress, thì những cái lúc đó thì nó dễ bị
nấm ha, bệnh tấn công ha, và nhất là chất chồng mình nó ôi nước đó ha, mà lưu ý điều đó. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng ha. Bạn nào thấy video mình hay hãy cho mình một like nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình. Rồi, hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.